Rồi ok hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online anh em nhé. Và theo cầu của một số anh em hôm nay thì mình sẽ review cho anh em cái lối build mới của con uh, kỳ sĩ ác ám mà kết hợp với lại cái kiếm đỏ mới ra ha thì nó sẽ rất là mạnh luôn anh em nhé. Và có một điều á là uh, trong uh, video này thì bạn ấy chưa roll đúng cái duyên á, với lại ý tưởng của bạn ấy là một cái để lưu quái, một cái là để đánh và đánh mạnh các kiểu nên là nó sẽ chưa má sắc thương. Nên là mình sẽ test một cây kiếm đỏ này kết hợp chung với lại một cái vũ khí khác một cái vũ khí anh em có thể thay thế được khi mà anh em uh, chơi con này được chơi anh em và trước tiên thì mình sẽ cảm ơn bạn Mr. Đất nha bạn Đức nha đã gửi nick cho mình review cũng như là cảm ơn những anh em nào đã yêu cầu và kêu mình làm về cây kiếm đỏ này ha rồi bây giờ thì mình sẽ review trước về cây vũ khí đã uh, ở đây ở đây thì sẽ có một cây vũ khí cũng khá là tốt với cái class này đó chính là cây song đao của hiệp khách tại vì cây này nó mạnh và hồi hiệp khách luôn nó cũng rất là bá đạo luôn chưa anh em đây có sát thương một kết bốn và phần trăm đồ này gấp đôi nữa đó nên là rất là tốt anh em là thích thì có thể dùng thêm cây này và con này thì nó sẽ cần cái con MBC Randy nha rồi bây giờ thì chắc là mình sẽ sát thương trước xong rồi mình sẽ giải thích một số cái vấn đề nha ở đây có một điều rất là thú vị về cái cây uh, vũ khí đỏ này đó chính là khi mà anh em gọi từ một cây vũ khí khác anh em gọi cây kiếm này thì nó sẽ có hình dạng như thế này và cho dù anh em đổi bất kỳ vũ khí nào thì nó cũng sẽ đổi ra hình dạng này tuy nhiên có một điểm mới lạ là khi mà anh em đổi cây vũ khí mới thì nó sẽ như thế này nó sẽ gọi ra hình ảnh đúng như cây kiếm đỏ luôn rồi anh em rất là bá đạo ha rồi thì bây giờ thì mình sẽ test sát thương trước nhé ở đây thì bạn ấy sẽ có khoảng ba cây vũ khí một cây đòn đánh mạnh một cây uh, khuếch tán một cây uh, cộng khuếch tán thì cây này khuếch tán thì nó cũng ít đam thôi nên là chắc là mình sẽ test hai cây thôi một cây là có đòn đánh mạnh và một cây là cây sông kiếm sông đào của hiệp khách thôi ha để xem bao nhiêu sát thương nha rồi bây giờ thì mình sẽ tắt thương trước rồi mình sẽ rồi mình xoay thì đây là cây sát thương của cây uh, uh, kiếm đỏ nha thì cái kiếm đỏ này đáng lý nó sẽ mạnh hơn ấy nhưng mà tại vì bạn ấy chơi duyên khác anh em nhé thì nó sẽ rơi vào khoảng 24 triệu dps khá là mạnh ở đây thì bạn ấy cũng đã dùng cái lối build này để bạn ấy leo lên hồng ngọc rồi nha anh em ồn oh, quá rồi nếu như anh em muốn mạnh hơn nữa thì anh em có thể sử dụng cây uh, sông kiếm thì cây sông kiếm này sẽ rất là lực luôn Đây mình cho anh em xem nè ở đây thì nó có một cái duyên của cái cây này đây để mình đọc cho anh em xem nhé hồ hiệp khách nè đây, khi mà anh em đổ 3 bộ thì bonus tỷ lệ một kích là 200% và sát thương bộ kích 40%. Nó sẽ giúp cho anh em tăng được tỷ lệ một kích và cũng như là sát thương một kích được chưa anh em? Rất là ngon. Và để mình test sát thương thì sẽ được bao nhiêu đây? Mình sẽ gọi lại nha. Gọi lại cái kiếm nha, tại nó ồ quá mình tắt đi. Rồi. Mình bỏ cây cái... bỏ nhầm rồi. Bỏ nhầm rồi. phải bỏ vào slot này thôi. Ok, test lại nào. Đấy anh em thấy không? Cũng lên được 19 20 triệu bình thường 25 triệu ha. Thậm chí là có thể lên hơn đó anh em, thậm chí nó có thể lên hơn rất là nhiều á. Nhưng mà mình nói thật là anh em là giờ này mình test này cũng lười lắm, mình không có muốn test với cái sát thương này vì cái sát thương nó không nó nó kiểu giống như là nó cũng là một phần thôi ha. Còn nếu mà bạn này test có thể lên được khoảng 50 50 m được chưa anh em? Và con này sát thương nó sẽ tầm bao nhiêu đó và đồ nếu mà roll được nhiều start ngon nó sẽ lên nữa. Rồi, thì cái vũ khí đỏ mới thì nó sẽ có cái gì đặc biệt? thì trước mắt á, thì cái vũ khí đỏ mới thì anh em để ý là ở trên khi mà anh em cộng chính này nó sẽ có lực công và cường độ áp thuật một lúc nó có hai dọc chỉ số luôn và cái class này thì có thể cái hát ám này thì nó có thể nhận được cả hai chỉ số này luôn nên là dẫn đến class này rất là khỏe một số class khác thì có thể nhận được lực công một số class khác thể nhận được cường độ áp thuật hoặc là không sử dụng hết được nhưng mà riêng class này thì chắc chắn là sử dụng được hết ngoài ra thì cái duyên phận của nó là cái khống chế hắc ám dụ dỗ này thì khi mà anh em sử dụng cái chiêu này tăng chiêu này lên thì nó sẽ liên tục luôn, được chưa anh em? nó sẽ liên tục nó không có độ trẻ nữa. thì cái chiêu thức đó là chiêu nào thì nó nằm trong cái bảng gọi là uh, hát ám dụ dỗ này là chiêu của sứ giả, sứ giả tinh hà đây, sứ giả hư không đây, được chưa anh em? nó sẽ gây được rất nhiều sát thương ám uh, dựa trên cường độ pháp thuật và này nọ, cũng như là mình sẽ chuyển cái uh, cái stack hát ám qua cái mục tiêu khác. đây, ví dụ mình ví dụ cho anh em luôn ha, uh, mình tắt cái con này đi đã, mất công nó khó nhìn. đây anh em nhìn nè, đây khi mà mình chém thì nó sẽ chuyển các ám của mình qua cho nó. ngoài ra thì mình sẽ tạo một cái dây xích, được chưa em và mình sẽ gây thêm sát thương cũng như là chuyển hắc ám qua mục tiêu thì mục tiêu sẽ bị gây thêm sát thương nữa à, và để dễ hiểu thì mình sẽ vào trong Valkyrie để cho anh em xem cái ích lợi của cái việc là không hồi chiêu nó sẽ như thế nào thì cái này thì vui thôi cái này vui thôi mới lại là khi mà anh em đánh nhau nhiều thì anh em mới cảm nhận được anh em đánh quá nhiều anh em mới biết được hoặc là nhiều quá anh em mới biết được nó cũng hơi lắc nhưng mà bù lại thì đây là một cơ chế rất là hay để mình gọi nhiều quá chút rồi ở đây mình chém một cái nhá mình sẽ chém một hai cái đó như anh em thấy thì khi mà anh em có cái kiếm này vào thì cái sợi dây xích nó sẽ rất là nhiều anh em thấy không rất nhiều sợi dây xích luôn đó thông thường thì chúng ta sẽ có một hai sợi hoặc ba sợi thôi nhưng mà khi kết hợp chung với lại cái kiếm đỏ này chúng ta sẽ có rất là nhiều sợi dây xích đó mình xích tất cả mọi người lại luôn được chưa ok đó đó là cái điểm hay của cây này rồi tiếp theo nếu anh em mà muốn build theo cái hướng của bạn này thì mình sẽ nói nhanh qua cái duyên phận và giải thích một chút nói chung mình sẽ hơi dài dòng nhưng mà mục đích của mình là để cho anh em dễ hiểu về cái class này được chưa anh em thì Glass này nó vẫn mạnh từ bản trước rồi nhưng mà bản này nó bút uh, nó bút thêm sức mạnh nữa ha rồi đầu tiên thì bạn ấy có một cái duyên là bậc thầy thủ thuật thì bậc thầy thủ thuật thì nó lớn là cái nhẫn này thì nó sẽ giảm sát thương cho anh em ví dụ anh em bị một ngày sát thương thì nó sẽ chia ba lần chứ không nổ ngay một lần chống sốc ha không chết ám dù dỗ thì nó sẽ không dây hồi chiêu uh, hy sinh này khi mình chuyển qua cái dây xích nó sẽ chuyển qua cái uh, những cái con quái vật á nó sẽ giúp anh em lưu quá nhanh hơn ngoài ra thì cái hắc ám dù dỗ này nó vẫn có thể kết hợp chung với lại chiêu xoay này chiêu xoay này nó vẫn có thể kích hoạt được cái đó ngoài ra thì nó cũng làm nổ sát thương thêm một phần nữa thì nó có một cái cơ chế mà mình nhớ không nhầm á là khi mà khi mà nó nó dính thì nó làm gây nổ hiệu ứng hy sinh á thì nó sẽ chém ở một cái diện rộng hơn nữa anh em thấy không đó nó sẽ rất hợp với lại cái lối xoay này luôn ok chưa anh em đây anh em để nè đấy tiêu hoa la bằng rìa khổng lồ xong vào kẻ địch nè khi gây nổ hiệu ứng hy sinh nó sẽ chém trên diện rộng hơn ok nên anh em nào mà muốn mạnh mình sẽ build à, bản hồi tù để, để, tăng sát thương sau đó cái việc mà mình xoay á chúng những cái mục tiêu bị dính hy sinh á thì nó sẽ làm cho cái chiêu thức mình lại to lại anh em cũng không lo về vấn đề lưu quái mà anh em là còn mạnh nữa được chưa anh em đó là ý tưởng ha rồi mình sẽ nói tiếp về duyên phận nhé hồn v 4 v v 4 rk 01 thì đây là cái con bot uh, con bot máy á con bốt vanculin máy á, thì anh em sẽ được cộng cái sát thương hắc ám và sát thương đóng băng và stack đến 48 lần nha thì cái này hồn này khá tốt với lại nó sẽ có đi kèm với một cái duyên đó chính là phân luồng năng lượng rất là quan trọng với cái lá này tới bây giờ thích sau hai hồn phù thủy để đổi cái chí lực thành nhanh nhạy à, một số anh em khác build sẽ là ba uh, món luôn tại vì con này mình sẽ tăng full chí lực nên là mình sẽ chơi được ba món luôn ba món thì chúng ta sẽ chuyển hết cái chí lực đó chuyển thành cái nhanh nhạy nó sẽ giúp anh em tăng tỷ lệ một kích được chưa anh em rồi ba tiếng vào pháp thuật để giúp cho cái chiêu thức chúng ta sẽ xoay nhiều hơn mạnh hơn được chưa anh em rồi cái duyên mà nó đi kèm với là cái hồn B4 RK01 đó chính là phân lượng năng lượng. Thì để giải thích dễ hiểu thôi, thì cái phân lượng năng lượng này nó sẽ uh, tiêu hao thêm năng lượng để nó giảm mất, giảm bớt cái số lượng máu anh em sử dụng vào chiêu thức. Ví dụ như mình nói đơn giản thôi, cái cái con này uh, khi mà anh em sử dụng một lần xoay ấy thì chúng ta sẽ mất khoảng 30% máu, Thì chưa nè? Mình sẽ mất 30% máu. Thì đối với chúng ta có cái cái cái, cái gọi là uh, phân lượng năng lượng thì chúng ta sẽ tiêu hao thêm mana và mình sẽ bớt cái số lượng máu mình phải mất đi được chưa anh em đó cái duyên này nó, nó là như vậy rồi tiếp theo ba áo phép để lấy hồi chiêu và nguồn năng lượng ba đòn đánh mạnh để gây thêm sát thương một tân thủ nhân đôi hắc thần một đòn đánh gấp đôi hắc thần à, hấp thụ mana nếu anh em sợ thiếu mana thật ra là cái này không quan trọng lắm đâu với mình thì không cần đâu mình thấy người ta build không cần đâu bảo tố hấp tụ bảo tố hấp tụ nếu như có thì nên có thể build thêm hắc thần để nó gây thêm sát thương cũng là tốt ha rồi hai hấp thụ hb hấp thụ B là tại vì bạn này dùng chip năm á chip 5 thì bạn sẽ được thêm một hấp thụ á chứ nếu như mà bạn ấy dùng chip 7 thì bạn ấy sẽ có ba hấp thụ nó sẽ tốt hơn và nếu mà cái viên ba này anh em chọn cái đòn đánh gấp đôi thì nó còn mạnh hơn nữa Nhóm chắc anh em là mạnh hơn nữa và cái bill này cũng thực sự mà nói là một ý tưởng tốt nhưng mà nó chưa hoàn chỉnh nếu như mình thì mình sẽ ở đây sẽ chọn là đòn đánh gấp đôi sau đó thì chip 7 đòn đánh gấp đôi và tại vì bạn ấy cũng đã có chip đòn đánh gấp đôi 7 ở đây nè nên là bạn ấy chỉ cần roll lại cái đó nữa mình nghĩ nó sẽ tốt hơn ok thì kiếm đỏ sẽ mạnh hơn được chưa anh em rồi Uh, tiếp theo còn dư phần thì chưa nói không nhỉ Ờ uh, hết rồi đó là những dư phần không nói về mặt kỹ năng thì anh em có thể tham khảo uh, ở cái bảng ờ uh, Mankira nhé tại vì lý do là nó hơi dài dòng á như anh em thấy đây thì cho anh em rồi điểm khác biệt thì anh em có thể vào trong đây anh em có thể xem tôi qua nhé đây và đây chứ muốn một điểm thú vị là anh em sẽ tăng max chiêu này tam chín và mát chiêu này hai chiêu này là quan trọng sau đó đến, đến chiêu này nói chung là cái vòng bốn chiêu này đều là chiêu quan trọng một chiêu này sẽ giúp đỡ đòn một chiêu này là đam chính chiêu này sẽ là búp sát thương toàn bộ cho anh em chiêu này là chiêu mới được búp nè sát thương toàn bộ rất là mạnh ngoài ra thì nó sẽ giảm sát thương toàn bộ của cái đợt xung quanh nữa cho anh em đấy mình nhớ nhầm là vậy còn trước mắt anh sẽ búp sát thương toàn bộ cho anh em rất là nhiều trước khi anh em đánh cái gì đó anh em búp cái chiêu lên thì anh em sẽ nhận được rất nhiều sát thương toàn bộ và cái chiêu cuối cùng là chiến binh bóng tối này sẽ gây thêm sát thương ác ám uh, và cũng như gây thêm sát thương vật lý được chưa anh em đấy đơn giản là vừa gây sát thương ám vừa gây sát thương vật lý và chúng ta sẽ được rất là nhiều sát thương. Ok và kết hợp chung với lại start của cái cây kiếp đỏ thì nó sẽ rất là lời. Được chưa anh em? Rồi về điểm đính cao thì anh em có thể tăng ở như thế này, còn ở đây thì mấy cái người đi top thì họ sẽ dùng cái mức chấm HP hiện tại để nó mạnh hơn nữa, được chưa anh em? Còn ở đây thì bạn ấy sẽ tăng cái lợi tương áp cân bằng. Còn lại thì những cái này thì anh em có thể tham khảo tăng theo hoặc là chọn những cái búp phù hợp với mình. Rồi về mặt điểm chính thì anh em sẽ uh, full trí lực nha, nãy mình có nói rồi anh em full trí lực. Tại vì mình sẽ chơi Ờ, mặc dù có sát thương vật lý có sát thương ám nhưng mà cái sát thương ám thông thường á, thì nó sẽ đi theo cái chí lực nhiều hơn nên là đồ anh em build chọn theo chí lực nó sẽ tốt nhất đây những món đồ của bạn ấy phần lớn là cộng chí lực có sức mạnh luôn nhưng mà cộng chí lực là nhiều ha chí lực này phục hồi là phục hồi năng lượng đồ web thuật này à, có chí lực này sức mạnh này đồ phù thủy này nó cộng chí lực này đấy chí lực này cho chưa anh em? Đồ của bạn thì cũng start cũng bình thường thôi. Ở đây thì bạn ấy có miễn nhiễm mắt ám hát bất thường thì nó sẽ giúp cho anh em an toàn hơn. Và cái kiếm thì cố gắng làm sao roll những cái dòng như sát thương vật lý thêm, sát thương ám và sát thương ám thêm. Đó nó sẽ giúp cho anh em tốt hơn. Được chưa? Đó là những cái anh em nên suy nghĩ. Về duyên ba thì anh em cố gắng lấy đồ đánh gấp đôi và chip 5 trở lên. Đó, ở đây thì bạn ấy có chip 7 đòn đánh gấp đôi rồi nhưng mà bạn ấy không định roll cái đòn đánh gấp đôi, không biết các bạn ấy có định không. Nếu mà định roll đòn đánh cấp đôi thì chắc chắn là cái build sẽ mạnh hơn nữa, 50 60m là chuyện bình thường ổn và nếu như anh em snap không phải snap anh em mà bứt vũ khí lên nữa thì còn lên được trăm m nữa cơ nói chung là rất là nhiều sát thương và class này nó không yếu nè nó là khỏe lắm cho bò nữa đó nhìn nó mất máu thôi nhưng mà nó không có chết được tại vì khi mà mất máu thì chúng ta đã có một cái chiêu thức đó chính là chiêu này mình mất máu càng nhiều thì chúng ta sẽ được uh, giảm sát thương càng nhiều ha ok và chip thì ở đây bạn sẽ bứt một chip vào trong xoáy nước một chip vào trong thay thế ác ám và cái chip còn lại thì bạn ấy bứt vào chiêu gì đây bạn búp vào chiêu này trung phong. Chắc là bạn đang chạy map đó, chứ nếu không thì còn rất là nhiều chiêu khác để thay thế vào. Có thể là bạn có thể búp vào chiêu này để lấy thêm kháng cũng được nha. Cái này là chắc là bạn mới đi chạy map nè. Mà chạy map là bạn tăng nhiều điểm một chút nè. Đấy, thì chạy nhanh nhất có thể ha. Ok. Rồi nói chung đây là một cái class rất là khỏe mà anh em nên chơi ở bản này. Và lực lắm, rất là lực. Và đây là một class có thể nói là tăng cơ được, lo được mọi content, nhưng mà um, nói với mình thì nó hơi chán, còn lại với anh em thì chắc là tùy cảm nhận mỗi người. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Có theo dõi, cảm ơn bạn Mr. Đất và chắc là mình sẽ hẹn gặp lại anh em trong những video khác. Ở đây thì mình sẽ review nhanh cho anh em cái uh, búp van của bạn. Rồi, xoay thì sẽ là thư xung kích, uh, búp ảo ảnh anh linh cho đánh thường, cho cái búp hào quang tấn công và cây kiếm chém lửa, ngọn lửa vận mệnh. Ok, rồi, bye bye.